Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 4 Thần Cung Côn Luân, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 16, đánh phủ đầu. Địa hình Long Đỉnh thuộc dạng phức hợp, bao gồm núi tuyết, sông băng và đất đóng băng. Nhưng đang ở cuối thời tan chảy kéo dài hơn 2 tháng hàng năm, độ cao so với mực nước biển tương đối thấp, nên tuyết trên đỉnh núi tan khá nhiều. Hơn nữa, 4 ngọn núi tuyết vây quanh cũng không đứng sát nhau lắm, khó có thể gây tiếng vọng lớn. Hơn nữa, gió tuyết lại thổi bạt cả âm thanh, cho nên chúng tôi dần phát hiện ra nổ súng trên băng này cũng không dễ dàng gây ra tuyết lở. Nhưng giả dụ gió ngừng thổi, tuyết lại tiếp tục đổ thêm vài ngày, tạo thành những khối đổ sộ trên cao, thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Sơ Lê Dương nói, những vẻ sóng hình vảy cá dày đặc có thể là một dạng sóng âm đặc biệt nén ép ở bên trong. Một khi khối đá thủy tinh này vỡ ra, sẽ lập tức khiến tuyết lở trên diện rộng. Ngoài ra, tư thế của con yêu nô sói trắng cũng đã nói lên tất cả. Nó mang theo sức mạnh hủy diệt màu trắng từ trên trời giáng xuống. Điều này cũng phù hợp với những gì miêu tả về cảnh tuyết lở băng sập trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Mấy người chưa trải qua cảnh tuyết lở thì không hiểu lắm những ý nghĩa của điều này. Anh Sư Trê vừa được hay có khả năng sẽ xảy ra một vụ tuyết lở, cơ mặt bỗng không tự chủ được mà căng lên. Ở Kè La Mờ, tuyết lở là chuyện thường thấy. Có khi đang giữa thanh thiên bạch nhật, bỗng nghe bên kia núi dội lên những âm thanh sầm sập như từng đợt sấm rền vang không ngất. Đó chính là tiếng tuyết lở. Từ xưa tới giờ, đã có không biết bao nhiêu người và súc vật bị cơn thịnh nộ màu trắng của thần linh nhấn chìm. Bởi thế nên, những người sống dưới chân núi tuyết khi sinh ra đã sẵn có một tâm lý kính sợ phức tạp trước sự cuồng bạo và thần thánh của những trận tuyết lở. Tôi nhớ tới vụ tuyết lở lớn mình gặp phải hồi mới nhập quân ngũ. Sức mạnh hủy diệt màu trắng tựa như sóng dữ át đến, này vẫn còn in rõ trong ký ức. Nhìn hình vị thần sói khắc trên khối thủy tinh tự tại sơn kia, tôi bất giác lẩm bẩm, mẹ kiếp, có khác nào bom hẹn giờ đâu. Mình Thúc có vẻ như đang định được ăn cả ngã về không, giơ đèn pin soi vào vật thể dưới khối đá thủy tinh, muốn xem băng xuyên thủy tinh thi giá trị liên thành mà lão thòm thèm bấy lâu rốt cuộc trông thế nào. Cột sáng đèn pin mắt sói dọi lên khối thủy tinh thể, tôi và Tuyền Béo còn chưa kịp nhìn rõ, lão đã đột nhiên khiếp hãi co rụt lại. Chiếc đèn pin rời tay, chớp mắt một cái đã rơi xuống bề mặt mỏng tang của khối thủy tinh tự tại sơn. Tìm chúng tôi cũng rơi xuống theo chiếc đèn pin, nhưng không còn kịp đưa tay ra đón nữa rồi, chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi lên khối đá thủy tinh. Tiếng vàng không lớn lắm, song đủ để thót tim. Mình Thúc hai chân mềm oặt cả đi, suýt thì ngã lăn ra đất. Tầng dưới cùng tòa tháp mà im lặng như tờ, không có một tiếng động nào, hơi thở mọi người dường như đều đóng băng lại. Mãi đến khi nhìn rõ bề mặt khối thủy tinh không có vết nứt, lúc ấy cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói, không sao đâu, xét cho cùng đây cũng là một khối đá, rắn chắc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Tôi nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất lên, nói với Mình Thúc, ông Bác Minh ơi là ông Bác Minh, bác giống y như bác ruột tôi. Hôm nay bác rơi chiếc đèn pin 2 lần rồi đấy, lần sau cầm chắc hơn một chút có được không? Mà nếu chân tay bác không nghe bác sai khiến nữa, thì bác cũng đừng tự làm khổ mình làm gì, cứ để Peter Hoàng cầm đèn pin soi cho bác đi. Mình Thúc phân trần, không phải thế, không phải, anh đây cũng là người chạy tàu sóng to gió lớn từng trải cả rồi, sao lại không đủ can đảm cơ chứ. Cái thứ dưới lớp thủy tinh anh vừa trông thấy, nó còn sống, nó còn động đậy nữa kia.
Lão vừa nói vừa moi chiếc ấn đồng thiên quan ra, hỏi tôi: cái ấn này dùng thế nào ấy nhỉ? Tôi hoàn toàn không nghe thấy câu sau của lão. Thứ gì đang động đậy? Lẽ nào bằng xuyền thủy tinh thi lại sống dậy? Chúng tôi nghe lão nói vậy lại càng thấy thấp thỏm, đành lấy hết can đảm quan sát lại thứ ở bên dưới khối thủy tinh tự tại sơn. Càng nhìn tim đập càng gấp gáp. Bên trong không ngờ đúng là có thứ còn sống thật. Tuy trong cái tên thủy tinh tự tại sơn có chữ sơn, nhưng kỳ thực khối thủy tinh này còn lâu mới to bằng ngọn núi, cùng lắm cũng chỉ bằng cỡ một cái bồn tắm, hình elip. Xung quanh có mấy thanh chắn bằng vàng hình cánh cung, dùng để nhấc lên đặt xuống. Nó được đặt nằm ngang trong cái hố dưới tầng triệt tháp. Còn yêu nổ sói trắng tượng trưng cho sức mạnh như núi tuyết sụp đổ khắc ở mặt trên. Từ trên nhìn xuống trông hào hào một nhãn cầu đính trong hốc mắt. Nếu quan sát kỹ, giữa lớp vỏ ngoài của khối thủy tinh thể chưa đầy thứ gì, tựa như thủy ngân đang từ từ lưu động. Bóng mờ của những dòng thủy ngân này rất rõ ràng, vừa vặn là một người con gái. Trông cơ thể hình như tạo nên bởi một dòng thủy ngân có một thứ màu đỏ sẫm, phát ra những tia sáng yếu ớt, dường như là nội tạng tim gan phèo phổi của con người vậy. Do có lớp đá thủy tinh bao bọc bên ngoài nên chúng tôi không tài nào nhìn rõ được mắt mũi của hình người thủy tinh ra làm sao. Có lẽ chỉ là do tác dụng quang học, hoặc giả hình người bên trong đó cũng là một khối thủy tinh lỏng, lòng lành xuyên suốt, 99% chính là bằng xuyên thủy tinh thi mà Minh Thúc muốn có được. Còn như đó có phải cơ thể người thật hay không, hay cũng giống như thủy tinh tự tại sơn, chỉ là vật mang tính tượng trưng, không mở ra xem ắt không thể nào biết được. Lần này sở dĩ tôi đồng ý đi cùng Minh Thúc vào núi Côn Luân chỉ là vì hy vọng tìm thấy trong lầu ma 9 tầng cách sử dụng mộc trần châu để hóa giải lời nguyện đóng dấu trên cơ thể mình. Nhưng tòa tháp ma tôi đặt vào đó bao nhiêu kỳ vọng, cuối cùng lại chẳng có thông tin gì. Giờ đây chỉ còn mỗi thi thể tà thần là chưa xem. Tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý một đi không về, liền gọi mọi người tới giúp đỡ nhấc khối thủy tinh tự tại sơn trong hố ra. Minh Thúc tỏ ý hy vọng chúng tôi vận chuyển khối này tới Kelamer rồi hãng mở, như vậy mới không lo lở tuyết, muốn cắt muốn đập thì tùy ý mà làm. Tôi nói nhất định không thể làm thế được. Tuy khối đá này cứng chắc hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng, không dễ gì mà vỡ được. Nhưng nếu dùng dây thừng leo núi cột vào thanh chắn bằng vàng mà kéo lên từng tầng một thì chẳng khác nào đội bom diễn xiếc. Huống hồ không những phải di chuyển lên trên bình nguyên tuyết mà còn phải băng qua thần loa cầu, băng tuyết ngập trời, làm thế còn khó hơn lên trời. Muốn lấy băng xuyên thủy tinh thì giả, chỉ còn cách mạo hiểm tiến hành ngay dưới tầng trệt tòa tháp mà thôi. Làm như vậy tuy xem chừng nguy hiểm, nhưng kỳ thực còn an toàn hơn nhiều so với vận chuyển cả khối tinh thể ra ngoài. Sau khi thuyết phục Minh Thúc, tôi đoán trời cũng đã sắp tối. Đêm nay trước khi tuyết ngừng rơi, bầy sói chắc chắn sẽ phát động tổng tấn công. Chúng chịu đói chịu rét trong khe tuyết đến lúc này cũng phải gần tới cực hạn rồi. Tháp ma đã được đào ra, bầy sói sẽ không kiêng kỵ gì nữa. Hơn nữa khối thủy tinh tự tại sơn này là thánh vật của tổ tiên bầy sói, chúng sẽ không nhẫn nhịn để con người tùy tiện làm kinh động đâu. Đêm này bắt buộc phải có một bên chết hết mới coi như xong nợ. Thế rồi tất cả trở lại tầng 1, chất nhiên liệu và đống lửa, để Minh Thúc và A Hương ở lại. Những người còn lại trở lên sông băng bị tuyết lớn chôn vùi. Hai nơi cách nhau rất gần, có tình hình gì cũng kịp trở tay ứng cứu. Trước khi anh Sư Trề leo lên, đã giao lại cho Minh Thúc toàn bộ muối, dặn rằng nếu gì là tuyết trùi ra, hãy hất muối vào chúng. Bầu trời bên ngoài đã tối om, tuyết rơi lác đác dần, trông chừng không tới nửa đêm sẽ ngừng rơi. Mọi người chất đống như cây gỗ đen đào được ở trong tháp lên, làm thành một tuyến phòng ngự, chia nhau kiểm tra lại vũ khí đạn dược.
Khắp dải sông băng ngự trị sự im lặng như chết. Peter Hoàng đợi lâu sốt ruột, không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi anh sư trẻ. Lũ sói sẽ tới thật à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy? Anh sư trẻ gật đầu. Từ nhỏ anh đã rất căm ghét lũ sói. Trận ác chiến xem ra đã đến gần. Do hưng phấn, mắt anh đỏ ngầu cả lên. Trong vùng núi hay trên bình nguyên tuyết, trực giác của anh sư trẻ thậm chí còn nhạy hơn cả lũ sói. Đang ngồi chợt thấy anh dốc túi rượu lên uống một hụm lớn, sau đó rút con dao Tây Tạng ra, phun toàn bộ chốc rượu trong mồm lên lưỡi dao, khẽ tiếng nói với mọi người: đến rồi đấy. Đoạn bầu tay giương súng sằn lên, bắn đoảng một tiếng. Trên mặt tuyết trắng quãng không xa, toa lên đống bụi tuyết màu đỏ. Một con sói lớn lông phủ trắng tuyết bị trúng đạn ngã vật ra. Từ trong màn tuyết, dường như cùng lúc có mấy chục con sói dữ chùi ra, quần theo bụi tuyết mịt mùng lao tới. Chúng tôi tuy ít người, lại thiếu thốn hỏa lực, nhưng không thiếu gì xạ thủ cừ khôi, và lại bầy sói số lượng có hạn. Lục trường đã chết hơn 20 con, giờ chỉ còn 60-70 con gì đó. Khi những tiếng súng nhất loạt nổ vang, trên nền tuyết trắng tức khắc nở rộ những bông hoa máu đỏ tươi. Bầy sói ước lượng hỏa lực chúng tôi đã hết sức chuẩn xác. Nếu mai phục quá gần, e sẽ bị chúng tôi phát hiện. Xa quá thì lại không lao lên tiếp cận được, cho nên đã mai phục ở quãng cách chúng tôi chừng 30-50 mét. Xem ra chúng đã sẵn sàng hy sinh mười mấy con sói để tức tốc lao vào hỗn chiến, nhằm làm cho súng ống của chúng tôi không còn phát huy được nhiều tác dụng nữa. Thế nhưng kế hoạch của chúng đã bị con mắt tinh nhạy của anh sư trẻ phá vỡ. Khoảng cách giữa bầy sói và chúng tôi mỗi lúc một gần. Sau khi đã bắn chết hơn 30 con trong đợt tấn công đầu tiên, đạn nạp sẵn trong súng của 5 người chúng tôi đã hết nhẵn, mà đợt sóng tấn công lần thứ 2 của bầy sói dữ từ phía trước đã thốc đến như một cơn lốc trắng. Mấy chục con sói tham gia đợt tấn công lần 2 lao đến trước mặt chúng tôi trong nháy mắt. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương và Peter Hoàng còn chưa kịp nhồi thêm đạn vào súng đã phải cuống cuồng dừng súng lên. Gần như bắn một phát là có một con gục. Từng con đằng phăm phăm lao tới trước mặt chúng tôi ngã xuống. Tiếng súng chầm đục khiến dũng khí của con người tăng lên bội phần, xua tan đi nỗi sợ hãi khi phải đánh giáp lá cả. Anh sư trẻ dùng mũi lê lắp trước súng săn đâm chết một con sói lớn, xong buông tay thả súng xuống, vung con dao Tây Tạng chém loạn xạ. Một con sói già né hơi chậm, lưỡi dao nhanh như tia chớp chép mất nửa mũi, đau đớn thú lên thảm thiết. Anh sư trẻ lại vung dao chém xuống phát nữa, chặt đứt đầu con sói. Bắt đầu từ lúc anh sư trẻ nổ tiếng súng đầu tiên, chưa tới 20 phút, trên mặt đất la liệt xác sói. Lạc đàng có vài con còn thoi thóp, chốc chốc lại phả ra luồng hơi thở như khói trắng bốc lên. Mọi người thở phào, thần kinh căng thẳng được thả lỏng. Cảnh tượng trước mắt vô cùng thảm khốc. Lần này lũ sói ở Kelamer về cơ bản coi như tuyệt chủng. Nhưng nếu không phải là anh sư chê tranh thủ tấn công trước, chắc rằng trong đống xác nằm la liệt trên mặt tuyết kia, có lẽ không chỉ có xác sói thôi đâu. Vậy mà đúng lúc chúng tôi vừa thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng sau cuộc chiến dữ dội, một cái bóng trắng trông như hồn ma bỗng xuất hiện sau lưng anh sư trẻ. Không có ai thấy rõ con sói chúa lông trắng này từ đâu chui ra, định nổ súng bắn thì chợt phát hiện ra súng đã hết đạn. Con sói già lông trắng chột mắt đúng là sắp thành tinh đến nơi rồi. Dường như nó đã mở mắt chân chân và nhìn bầy sói bị giết sạch, một mình bất động rình trong đống tuyết. Đến khi nắm chắc cơ hội mới bất ngờ tấn công. Chắc nó cũng biết rằng một khi đã để lộ mình, tuy có thể cắn chết một hai kẻ địch, bản thân nó tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng dường như con sói này đã bị tổ tiên thủy tinh từ tại sơn của nó kêu gọi, quyết bỏ mạng sống của mình, dốc sức tấn công, lao thẳng vào gã dân du mục dám cả gan quấy rối linh hồn tổ tiên. Con sói trắng lướt đi như ma quỷ, ngay cả anh sư trẻ cũng không phòng bị trước, cứ tưởng nó đã bị bắn chết trong lúc hỗn chiến, giờ muốn phản kích thì cũng không kịp nữa. Trong khoảnh khắc,
còn chưa bằng một cái chớp mắt, con sói đã bổ nhào vào anh sư trề, rồi cả hai cùng lăn xuống hố vào tầng trên cùng của tòa tháp mà. Cùng lúc đó, tôi cũng đã thay xong hộp đạn cho khẩu M1911, lập tức lao xuống tháp mà. Bọn Tuyền Béo theo sát phía sau, nhưng vừa nhảy xuống thì Minh Thúc đã chỉ tay kêu lên: "Mau, cả hai cùng lăn xuống dưới rồi!" Tôi cuống quýt, đầu như muốn nổ tung, vội đuổi theo xuống từng tầng một. Cuối cùng tìm thấy xác của anh sư trề và con sói chúa ở tầng trệt tòa tháp. Răng con sói cắn chặt vào cổ anh sư trề, còn con dao ngắn dùng để lột da sói trong tay anh sư trề thì đâm ngập vào tim nó. Lớp lông trắng lấp lánh ánh bạc trên mình con sói nhuộm đẫm máu tươi. Cả hai đã vật lộn rồi rơi từ tầng trên cùng xuống dưới tận đáy tòa tháp mà. Máu chảy lại láng, tắt thở được một lúc lâu rồi. Anh sư trề là người dũng cảm, khí phách. Tuy thời gian ở cùng nhau chưa lâu, nhưng chúng tôi hợp tính tình nhau, làm gì cũng hết sức ăn ý. Lòng đau như cắt, nước mắt chỉ trục tuôn ra. Tôi não nề ngồi bệt xuống đất, ngây ra nhìn xác anh sư trề và con sói chúa. Những người còn lại cũng hết sức đau buồn. Sư Lê Dương nắm tay tôi an ủi: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, cho lòng thoải mái." Tôi lắc đầu, trong lòng dường như đang rỉ máu, nước mắt không sao chảy ra được. Nỗi đau xót này đâu phải cứ khóc giống lên một hồi là có thể vơi đi. Giờ chỉ là không muốn nói chuyện với bất kỳ ai mà thôi. Minh Thúc cũng an ủi tôi: "Con sói già mà người anh em sư trề đã giết là con cháu của yêu nô sói trắng. Cái chết của anh ấy thực là công đức vô lượng. Tráng sĩ chết ở nơi trận mạc là đúng chỗ rồi. Chúng ta cầu phúc cho anh sư trề sớm được thành Phật đi nào. Việc tang quan trọng, ta hãy lo liệu hậu sự cho anh ấy theo phong tục của dân tạng đã." Tôi gật đầu với lão, bảo mọi người tới liệm xác của anh sư trề. Đầu óc thấy choáng váng hết cả, chỉ muốn được yên tĩnh một lúc. Mình thúc bảo Peter Hoàng và Tuyển Béo tách xác của anh sư trề và con sói già, cả hai rơi đúng vào khối thủy tinh tự tại sơn, cũng không biết nó có vỡ ra không. Tuyển Béo lau nước mắt nước mũi, ngăn mọi người lại bảo: "Khoan đã, anh sư trề là huynh đệ của tôi. Anh ấy ra đi oanh liệt, tôi phải đọc mấy lời truy điệu cho anh ấy đã." Bọn Minh Thúc đều chẳng biết làm sao, đành đứng dạt sang một bên để Tuyển Béo cử hành lễ truy điệu cho anh sư trề. Tuyển Béo đứng trước xác của anh sư trề nghẹn ngào nói: "Chúng tôi sống và chiến đấu là nhằm đánh đổi lấy hạnh phúc cho toàn nhân loại. Mong sao máu và nước mắt này tưới lên những lùm hoa tươi tắn tự do của toàn thế giới." Tuyền Béo nói nhỉ nhèo một thôi một hồi, nỗi bi thiết trong lòng mới vợi đi phần nào. Đoạn mới bảo Peter Hoàng qua giúp liệm xác anh sư trề. Vừa mới nhấc xác của con sói chúa lên thì phát hiện ra nó đã đập vỡ khối thủy tinh tự tại sơn. Mới chạm nhẹ một cái đã nghe rắc lên một tiếng, có mấy mảnh vỡ rời ra. Mọi người đều thấy lạnh toát cả người, vành hết tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không dám thở mạnh. Một lát sau, sông băng bên trên vẫn im ắng. Lẽ nào Sơ Lê Dương đã đoán lầm? Thủy tinh tự tại sơn vốn không chứa loại sóng âm có thể khiến núi tuyết sụt lở, hay vì đông lạnh trong sông băng quá lâu rồi nên nó hết đát? Bất kể là sao thì giờ tạm thời cũng có thể thở phào được rồi. Trong khối thủy tinh tự tại sơn lộ ra một cái xác phụ nữ toàn thân trong suốt, dưới lớp da còn có những tia sáng bạc di chuyển, xương và nội tạng bên trong đều màu đỏ sẫm, trông như mã não. Cái xác này không giống xác người thật, mà như một thứ đồ mỹ nghệ tinh xảo hơn. Không lẽ đây chính là băng xuyên thủy tinh thi? Hình như chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi mặc xác Minh Thúc sàm soi món bảo bối của lão ta, cùng Tuyền Béo chuyển xác của anh sư trề lên tầng 8. Bỗng dưng cảm thấy sức cùng lực kiệt,
thở không ra hơi. Có lẽ vì đau lòng quá độ mà uất khí, đành phải tạm thời dừng lại nghỉ một lúc. Tuyền Béo bảo tôi: "Tôi bảo Nhất này, anh em mình cố chuyển lên tầng 1 hãng nghỉ nhé. Chứ 18 vị la hán đen nhèm án ngữ ở đây khiến tôi nổi hết cả da gà lên rồi." Lúc này tuy não tôi có hơi thiếu oxy, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Tầng này có cả thầy 19 cái xác hộ pháp đặt ngồi. Sao Tuyền Béo lại nói là 18 vị la hán? Liền lập tức cảnh giác, đếm lại một lượt từng cái xác một. Kết quả đúng là chỉ có 18. 6 cái xác một hàng, cả thầy chia là 3 hàng, ngồi theo hình cánh cung. Tôi nhớ rõ ràng lúc trước có một hàng 7 xác. Là tôi nhớ nhầm hay là một cái xác đã biến mất? Tôi định xem có gì thay đổi không, thì Sơ Lê Dương đã dắt A Hương cùng lên. Sau đó bọn Minh Thúc cũng lên theo. Lão và Peter Hoàng đã cột dây thừng vào cái xác xong đầu đấy. Chiếc ấn phát câu giảm cũng đã được dùng băng dính dán lên chán cái băng xuyên thủy tinh thi. Cả hai đang chuẩn bị dòng dây kéo lên. Hai khối thủy tinh cầu có hình chòm sao tự nhiên, một màu lam, một màu trắng cũng được cầm theo. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: "Có phải tầng 8 có tổng cộng 19 cái xác không?" Sơ Lê Dương gật đầu nói: "Đúng thế, tất cả 19 cái, sao vậy?" Tôi lo A Hương nghe thấy sẽ sợ hãi, liền nói nhỏ: "Không biết từ lúc nào đã mất một cái rồi. Tôi qua kiểm tra xem sao đã. Mọi người mau lên trên đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi cái chốn ma quỷ này thôi." Tôi vỗ lên chiếc đèn chiếu bị lệch trên mũ leo núi, một tay cầm chắc móng lửa đen, một tay giơ khẩu M1911, giở dẫm tiến lên phía trước, kiểm tra những cỗ thầy ma to lớn. Tôi phát hiện trong một góc tối om của tầng tháp gỗ này xuất hiện một khe nứt lớn. Những thầy ma này đều dựa vào tường, lẽ nào có một cái rơi xuống rồi? Mà sao lại chọn ngay lúc này để rơi chứ? Tôi còn chưa kịp lại gần đã nghe có tiếng động sột soạt, dường như trong khe nứt kia có một cây gỗ lớn đang dịch chuyển. Tôi chạy tới cúi đầu, thấy trách dưới khe nứt lớn ở góc tháp hình như là một vực sâu không đáy. Có một hình nhân béo trắng núc ních đang từ từ đẩy khối gỗ đèn ra, vẻ như muốn có rộng chỗ để tiện bỏ vào bên trong. Chính là con dì Lạc Tuyết đã ăn xác của Hàn Thục Na. Tôi thấy nó chưa phát hiện ra mình, vội rụt lại phía sau, định tìm Tuyền Béo xin ít thuốc nổ, ném xuống phá hủy hang động bên dưới, đè nó xuống dưới đáy. Tôi đang định gọi Tuyền Béo, liền nghe thấy Minh Thúc và Peter Hoàng cùng hét lên. Bọn họ đã kéo băng xuyên thủy tinh thi lên tầng 8 một cách thuận lợi. Nhưng đúng lúc ấy, một chuỗi âm thanh vỡ vụn dày đặc vang lên từ phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc đã ầm ầm dữ dội. Tôi bấy giờ chợt hiểu ra, thôi toi rồi, khối thủy tinh tự tại sơn kia nào phải vô hiệu đâu, mà là phải đợi đến khi cái xác được đưa tới một vị trí nhất định nào đó mới tạo ra chấn động sáu âm trong nội bộ. Cũng có nghĩa là về lý thuyết thì căn bản không thể có bất kỳ kẻ nào mang băng xuyên thủy tinh thi ra khỏi đây được. Những tiếng nổ trầm đục như tiếng sấm sầm sập vọng xuống. Hàng triệu tấn tuyết trên núi sẽ tức tốc lấp kín sông băng Long Đỉnh. Trong khi đó, chỉ không tới nửa giờ nữa, đợt rét ẩm tràn về sẽ làm tuyết đóng băng cứng lại. Trước mùa tàn băng sang năm thì đừng hòng có kẻ nào rời khỏi được nơi này. Minh Thúc và Peter Hoàng sợ xanh mặt, làm rơi cành cái xác thủy tinh đang vác xuống đất. Bên ngoài, tiếng tuyết lở rầm rầm như hàng vạn con ngựa đang tung vó phi nước đại, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi lo bạn Minh Thúc bấn loạn, vội hét lên bảo: "Đừng hoảng, mau mau chạy vào góc tháp lánh đi, chỗ đó tương đối vững chắc." Nhưng lúc này thì ngay cả bản thân tôi cũng đã không còn nghe thấy giọng mình nữa. Không biết chiếc đèn pin của ai lại rơi xuống đất, vừa vặn lăn vào đầu cái băng xuyên thủy tinh thi cổ quái kia. Cột sáng soi thẳng vào mồm nó, cái mồm đột nhiên há to. Tôi không hơi đầu lo đến vụ tiết lở phía trên nữa,
vội chạy ra moi lấy bình xịt trong túi hành lý xách tay một cách vô thức. Nếu con bọ quỷ quái kia có thể nhóm lên vô lượng nghiệp hỏa, tôi sẽ phun cho nó mấy phát nước gừng. Từ trong mồm băng duyên thủy tinh thì quả nhiên có một con bọ nhỏ bay ra. Tôi phun thẳng vào nó hài nhát, không ngờ lại chẳng có tác dụng gì. Nhìn kỹ mới thấy rõ, con bọ tá phủ bay ra khỏi miệng kích xác thủy tinh này, tuy hình dáng giống hệt con bọ màu xanh tôi gặp năm xưa, toàn thân cũng trong suốt nhưng lại có màu trắng bạc ánh lên. Nó vỗ cánh bay lơ lửng trên không như một hạt thủy tinh nhỏ xíu, chứng lại một lúc rồi bay thẳng vào Peter Hoàng đang đứng gần nhất. Peter Hoàng không biết con bọ này lợi hại thế nào, bật giặc đưa tay định đập chết. Tôi hét ầm lên định ngăn hắn lại, nhưng tiếng hét bị tiếng tuyết lở át đi, muốn cứu hắn cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Peter Hoàng vỗ tay đập được con bọ như hạt thủy tinh kia rơi xuống đất. Có điều bàn tay hắn lập tức trắng một lớp băng, và không đợi Peter Hoàng kịp kinh hãi, lớp đóng băng long lánh đã lan khắp toàn thân hắn. Cả cơ thể đóng băng cứng ngắc, ngã vật ra đất vỡ thành vô số bụi băng. Một đốm sáng lạnh toát lại từ trong đó bay ra. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.